công nghệ để mà chúng ta có thể là kinh doanh online một cách là thuận lợi nhất, một cách là nhỏ gọn nhất các anh chị. Và Nhâm và cùng với các đại lý ở BCA thường gọi cái mô hình mà mình đang công ty mà mình đang kinh doanh đây là một cái doanh nghiệp bỏ túi các anh chị. Bởi vì là rất là nhỏ gọn, cực kỳ nhỏ gọn luôn. Mặc dù hiện tại trên kệ của BCA có đến hàng ngàn sản phẩm nhưng nó rất là nhỏ gọn, đi đâu chúng ta cũng mang theo được. Bỏ trong cái túi là mang đi thôi, bởi vì nó nằm hết trên cái điện thoại của mình anh chị. Chính vì vậy mà công ty, Nhâm vừa mới nói đó là công ty mà đem đến cho chúng ta tất tần tật các cái giải pháp công nghệ để chúng ta có thể kinh doanh online một cách thuận lợi và gọn gàng nhất các anh chị, dễ dàng nhất các anh chị. Thì công ty BC Solution thì được các anh chị thấy là được thành lập vào ngày 20 tháng 10 năm 2018 anh chị. Và người người cha đẻ ra BC Solution đó là CEO Nguyễn Hữu Sơn. Đây là một một bạn nam rất là nhỏ anh chị, sinh năm 90 nhưng mà thực sự rất là tài giỏi và rất là có tâm anh chị. Và đã xây dựng nên một cái mô hình thực sự rất là tuyệt vời. Tuyệt vời chỗ nào thì lát nữa về sau các anh chị sẽ cảm nhận được điều đó ha. Và thưa các anh chị thì BC Solution được tọa lạc ở được đặt trụ sở ở tòa nhà Landmark 81 tầng 24 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như anh chị nào đó ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể ghé thăm văn phòng của công ty đang đang tọa lạc ở đang đang được đặt ở cái địa chỉ này các anh chị. Các anh chị trong Zoom của chúng ta có nhiều anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh không ạ? Các anh chị nếu như ở thành phố Hồ Chí Minh thì các anh chị chúng ta có thể đi đi ngang qua đây ha, đi ngang qua đây và các anh chị ghé thăm thì các đại diện của công ty cũng sẽ rất là chào đón các anh chị ạ. Và thưa các anh chị thì BC Solution ở trên tất cả các cái trang báo các anh chị, ở trên tất cả các cái trang báo thì đều có các cái thông tin, đặc biệt là các cái báo trang báo anh chị mà nó có uy tín, ví dụ như trang báo 24 giờ, trang báo Dân trí, trang báo Cà phê Bít hay là VN Express hay là Pháp luật anh chị, tất cả đều đưa tin về BC Solution, một cái doanh nghiệp nhỏ, xin lỗi các anh chị, một cái doanh nghiệp gọi là Uber các anh chị, một cái doanh nghiệp khởi nghiệp từ các bạn trẻ nhưng thực sự đã đem đến một cái mô hình mà hỗ trợ cho vài chục ngàn người để có được một cái công việc mới các anh chị, một cái công việc thứ hai tăng thêm thu nhập tự do về tài chính. Thì các anh chị biết rằng cái trang Cà phê Bít này là một cái trang rất là uy tín trong giới doanh nhân. Nếu như một cái doanh nghiệp nào đó hoặc là một doanh nhân nào đó mà không có những cái tầm ảnh hưởng lớn anh chị thì sẽ không được lên trang báo này. Tuy nhiên, BC Solution và CEO Nguyễn Hữu Sơn đây các anh chị, CEO Nguyễn Hữu Sơn đã được lên trang đầu của Cà phê Bít vào ngày 27 tháng 2 năm 2019 anh chị. Và với cái tiêu đề đó là BC Solution tham vọng của startup Việt trở thành Uber trong lĩnh vực kinh doanh online các anh chị. Với cái tên, với cái tiêu đề này thôi các anh chị rõ ràng các anh chị thấy rằng là một cái công ty mà chắc chắn là trong tương lai sẽ đem đến những cái giá trị rất là tuyệt vời. Bên cạnh các anh chị thấy các cái trang báo Dân trí này hay là trang báo Pháp luật này, đây là những cái trang báo mà nếu như những cái thông tin không chính thống thì chắc chắn là sẽ không được lên đây. Thế thì BC đều đã được lên trên các cái trang báo này các anh chị. Và các anh chị chỉ cần gõ lên Google thôi, các anh chị sẽ thấy rất rất xuất hiện rất rất là nhiều các cái trang báo khác nữa các anh chị. Hay là bên cạnh là VN Express này, hay là 24 giờ, đây tất cả đều là những trang báo rất uy tín đúng không anh chị. Và trên tờ báo trang báo Dân trí thì vào ngày mùng 7 tháng 1 các anh chị, vào ngày mùng 7 tháng 1 thì năm 2021 rồi các anh chị,
Thì BCA Solution từ năm 2018 nha các anh chị đến năm 2021 thì BCA Solution đã trở thành là một trong 150 doanh nghiệp xuất sắc, đại diện cho hơn 500.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, làm việc trực tiếp với Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình để mà phát triển cái thị trường nội địa các anh chị. Và bên cạnh các anh chị nhìn thấy cái giấy khen dành cho CEO Nguyễn Hữu Sơn là cha đẻ của BCA Solution á, top 10 CEO xuất sắc năm 2019 các anh chị. Và như vậy thì rõ ràng là chúng ta có thể đặt cái niềm tin vào BCA đúng không anh chị? Và nửa các anh chị nhìn lên màn hình các anh chị sẽ thấy BCA Solution đã đạt top 10 thương hiệu uy tín hội nhập 4.0. Các anh chị, nếu như là công nghệ 4.0 anh chị, nếu là đạt vào top 10 có nghĩa rằng cái công nghệ mà BC đem đến cho những cái đối tác là thực sự rất là tuyệt vời đúng không anh chị? Top 10 anh chị. Và thưa các anh chị thì vào cái ngày 14 tháng 1 năm 2022, BC đã vinh dự trở thành một trong những thành viên của ban tổ chức các anh chị, của ban chấp hành nhiệm kỳ 4 của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam các anh chị. Đã có những cái cuộc họp rất là quan trọng với toàn bộ cái Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam của chúng ta. Và bên cạnh là các anh chị thấy rằng đây là có lẽ một số các anh chị, nếu như anh chị nào đó tìm hiểu về bên ngành kinh tế thì các anh chị sẽ biết đây là một một người phụ nữ cực kỳ là quyền năng trong cái việc là đi tìm những cái tập đoàn, những cái doanh nghiệp mà có triển vọng trong tương lai các anh chị. Đó là Miss Thái Văn Linh, đó là nhà đầu tư và là CEO của tập đoàn TVL Group các anh chị. Đây là một người các anh chị, ban nãy các anh chị có nghe cái đoạn video ban đầu đó, thì Miss Thái Văn Linh đã đồng hành cùng với BC, đã là cố vấn của BC để biến khát vọng thành hiện thực từ ngày 7 tháng 4 năm 2021 các anh chị. Không dễ gì được sát Thái Văn Linh lựa chọn đâu các anh chị. Và đây nữa các anh chị, diễn viên Ốc Thanh Vân và diễn viên Đan Lê, đây là hai người diễn viên rất là có tiếng tăm trong cái ngành, trong cái ngành nghệ thuật các anh chị. Và trong cái giai đoạn dịch bệnh á thì chính cả hai diễn viên này đã có những cái câu nói, những cái bài chia sẻ ở trên chính trang mạng xã hội của hai người, là nếu như ai đó muốn đi tìm một cái nguồn thu nhập thứ hai, một cái tự do về tài chính thì có thể nghĩ đến BC Solution. Hãy BC Solution có thể mang đến cho bạn những điều đó. Đó là chính là những cái điều chia sẻ của hai diễn viên này ở trên các cái trang mạng xã hội của hai người các anh chị. Thì như vậy BC chứng nhưng muốn nói một điều với các anh chị rằng là các anh chị đang đi tìm hiểu một cái công ty mà nó đã được pháp luật công nhận, nó đã được rất nhiều nhiều cái những người nổi tiếng tìm hiểu và phát ngôn rồi các anh chị. Do vậy thì trong cái chương trình hôm nay, nhưng muốn các anh chị chúng ta tập trung để nghe về những cái đặc điểm của cái mô hình này ha, để các anh chị có thể có những lựa chọn tốt nhất các anh chị. Và ở trên màn hình thì các anh chị thấy rằng là những cái logo của BC có mặt ở trên trên cái những cái biển hiệu rất là quan trọng ở những cái vị trí rất là đắc đạo. Trên cái hình này các anh chị thấy rằng BC Solution đang ở trên một cái ở bên cạnh là cái logo của cái búa cái liềm đảng của chúng ta đúng không anh chị, của Đảng Cộng sản Việt Nam đúng không anh chị, đứng bên cạnh là BC Solution. Đây là một cái vị trí đắc đạo ở sân bay Tân Sơn Nhất đó các anh chị. Và bên cạnh các anh chị thấy rằng nếu ai đó ở Hà Nội ha, các anh chị ha, ở Hà Nội các anh chị đi dọc cầu Nhật Tân, các anh chị sẽ thấy rằng trên tất cả các cái biển hiệu
những cái biển hiệu gắn trên các cái trục của cầu Nhật Tân đó các anh chị, các cái trục đèn của cầu Nhật Tân á, thì BC Solution có logo ở đấy các anh chị. Vậy thì BC Solution nó thực sự là như thế nào, một cái mô hình như thế nào mà lại có được có mặt ở những cái vị trí đắc đạo như vậy, mà khi bất kỳ một người dân nào hay một người khách du lịch nào đi bộ, đi xe đạp hay là đi xe máy hay đi ô tô đều có thể nhìn thấy cái logo của BC Solution các anh chị. Thì Nhâm sẽ đi vào cái mô hình để các anh chị thấy được cái điều những cái điều tuyệt vời của BC đem lại các anh chị ha. Thì rõ ràng là cái môi trường mà kinh doanh online của chúng ta các anh chị nó đang thực sự rất là rộng mở các anh chị nhé, đang rất là rộng mở. Và chính vì thế cho nên BC Solution là một trong những cái mô hình mà chính phủ của chúng ta, Bộ Công Thương của chúng ta đang rất là được ưu tiên, đang rất là ưu tiên phát triển các anh chị. Bởi vì là theo theo cái kế hoạch phát triển thương mại điện tử của Việt Nam trong cái giai đoạn từ 2021 đến 2025, hiện tại chúng ta đang ở năm 2022 các anh chị, chúng ta còn 2 năm nữa sẽ tiến tới năm 2025, thì các anh chị thấy rằng là 55% dân số sẽ tham gia mua sắm trực tuyến, tương ứng với 600 USD trên người trên năm với giá trị mua hàng hóa và dịch vụ trực tuyến trung bình mỗi năm các anh chị. Và thống kê cái con số lên là 35 tỷ USD doanh số thương mại điện tử của cái mô hình thương mại điện tử doanh nghiệp người tiêu dùng các anh chị. Như vậy rõ ràng cái thị trường này cực kỳ là rộng mở các anh chị, và các anh chị đang đang đi vào một cái con đường để các anh chị phát triển cái kinh tế của mình, các anh chị phát triển cái bản thân của mình là một cái con đường rất là đúng đắn các anh chị. Vì vì sao lại như vậy các anh chị? Các anh chị rõ ràng các anh chị thấy rằng kinh doanh online là rất là tiết kiệm và hiệu quả đúng không các anh chị? Cực kỳ tiết kiệm và hiệu quả. Thưa với các anh chị là trước đây khi mà Nhâm mong muốn có một cái nguồn thu nhập thứ hai, bởi vì một giáo viên không thể nào mà có được một cái đồng tiền nào dư ra trong tháng các anh chị, không có một cái đồng tiền nào để có thể là tiết kiệm để lo lắng cho bản thân, lo lắng cho gia đình, lo lắng cho cha mẹ vào những cái thời điểm mà nếu như có sự sự việc gì đó xảy ra đó các anh chị. Thì Nhâm mong muốn tìm một cái công việc, có một cái công việc thứ hai, thì Nhâm đã mở một cái cửa hàng tạp hóa các anh chị. Hay nói đúng hơn là một cái cửa hàng tự chọn với rất rất nhiều các cái sản phẩm từ 1.000, 2.000 cho đến vài vài triệu cũng có các anh chị. Thế nhưng mà chỉ mới vài tháng thôi nhưng đã rất là mệt mỏi với cái công việc đó, bởi vì nhâm phải bỏ vốn ôm hàng, rồi nhâm phải kiểm hàng, nhâm phải ship hàng, nhâm phải đóng hàng, nhâm phải làm tất cả các cái thao tác của một người nhập hàng này, gọi là tính tài chính các anh chị, để xem thử mình lời lại thế nào. Và cái hàng hết hàng nó liên tục các anh chị, mặc dù là cái cửa hàng của nhâm bán rất là đông khách các anh chị, nhưng mà nó quá mệt. Thế thì so với cái công việc kinh doanh online mà nhâm làm hiện tại bây giờ, thì nhâm rút ra được một điều đó là kinh doanh online nó cực kỳ tiết kiệm và hiệu quả. Bởi vì nó mệt mỏi như vậy cho nên nhâm quyết định đi tìm một cái công việc khác mà nó cho nhâm cái sự tự do. Thì khi tiếp cận với mô hình này nhé các anh chị, khi tiếp cận với mô hình này thì nhâm thấy rằng là cái việc kinh doanh online nó rất là dễ tiếp cận với khách hàng. Nhâm có thể tiếp cận với khách hàng ở bất kỳ nơi đâu các anh chị, ở bất kỳ nơi đâu luôn, không nhất thiết là phải ở ở trong tỉnh của mình, không nhất thiết là phải ở miền Nam, miền Bắc, hay là ở miền Tây, hay là ở miền Trung đâu các anh chị, mà nhâm có thể tiếp tiếp cận với khách hàng ở nước ngoài luôn các anh chị. Và anh nhâm có thể phục vụ khách hàng một cách hiệu quả, khi khách hàng cần là nhâm có mặt ngay lập tức. Khách hàng chỉ cần nhắn một cái tin là nhâm ơi, cái sản phẩm này nó như thế này, nói như thế kia, chỉ dùng mà nó như thế này, nó dùng như thế kia, một kết quả luôn. Và có thể bán hàng 24 trên 7 các đó là gì ạ? Khi mà các anh chị đang ăn cơm,
Khi các anh chị đang ăn cơm, các anh chị cũng bán được hàng. Khi các anh chị đi ngủ, cái cửa hàng của các anh chị nó vẫn chạy, các anh chị vẫn cứ mở cửa như vậy, và khách hàng vẫn cứ đặt đơn. Khi các anh chị ngủ dậy thì đã có những cái tin nhắn về đơn hàng, đúng không anh chị? Và chúng ta lên đơn cho khách hàng, có nghĩa là lúc ngủ chúng ta cũng bán được hàng, đúng không anh chị? Có thể mở rộng thị trường, nhưng có thể là mở một cái user cho một bạn nào đó để cũng có thể là mua hàng, thay vì là nhâm phải đặt đơn hàng cho các bạn đấy. Cho nên là nhâm thấy rằng cái việc kinh doanh online nó thực sự rất là hiệu quả. Nó không cần chi phí cửa hàng, chi phí cho cửa hàng, kho bãi hoặc là nhân viên, anh chị. Một mình có thể làm được hết, anh chị. Rất là ít vốn và rủi ro thấp. Ở BC không cần vốn nữa, anh chị. Cho nên chắc chắn sẽ không có rủi ro, anh chị. Không cần nhiều kinh nghiệm. Bởi vì lúc đấy nhâm chỉ có kinh doanh một cái cửa hàng từ tròn thôi, thì nhâm không hề biết gì về online cả, nhưng nhâm vẫn làm được, các anh chị. Và cho đến bây giờ thì nhâm thực sự đã có những cái nguồn thu nhập thụ động rồi, các anh chị. Không giới hạn địa lý, và chúng ta có thể tận dụng được thời gian rảnh. Nhâm đi dạy cả ngày, anh chị. Đôi khi về tối về còn phải dạy nữa, các anh chị. Cái thời gian rảnh là khi nào ạ? Là buổi trưa, là cái khoảng thời gian giữa chiều và tối, là cái khoảng sau khi mà nhâm dạy buổi tối, thì nhâm tận dụng hết, các anh chị. Nhâm chỉ làm vào những cái giờ đó thôi. Một ngày nhâm chỉ tập trung được khoảng 2 đến 3 tiếng thôi, các anh chị. Hôm nhiều lắm, ví như hôm chủ nhật, hôm thứ bảy, hôm chủ nhật, thì có thể là lên 5-6 tiếng gì đó, nhưng còn lại thì chỉ là 2-3 tiếng thôi, các anh chị. Nhưng mà nhâm thấy rằng là nó rất là hiệu quả, các anh chị. Vừa tiết kiệm mà lại vừa hiệu quả. Vậy thì khi kinh doanh ấy, chúng ta rất là lo lắng. Trước khi mà nhâm đến về mô hình, nhâm rất là lo lắng, anh chị. Đó là liệu sản phẩm nó có tốt không? Rồi làm sao để mà có thể là quảng cáo hàng hóa, anh chị? Quảng cáo cho mọi người biết rằng là mình có những cái sản phẩm này, đúng không, anh chị? Rồi để cho mọi người biết rằng là cái sản phẩm đó nó thực sự tốt như thế nào, anh chị? Thì chúng ta phải quảng cáo, hay còn gọi là marketing đó, anh chị. Rồi bán hàng như thế nào nữa, các anh chị? Bán hàng ở đâu, bán hàng như thế nào? Rõ ràng lúc đó là chị nghĩ rằng là đăng bài lên Facebook và bán thôi. Chị nghĩ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà đó là cả một cái quá trình. Đăng hàng, đăng bài lên rồi bán như thế nào? Thì ba cái vấn đề này nó thực sự rất là quan trọng, rất là lớn trong cái việc mà đi kinh doanh. Đặc biệt là kinh doanh online, các anh chị. Bởi vì sản phẩm không tốt thì khách hàng mua một lần là sẽ mãi mãi không mua của bạn nữa. Nếu như bạn không quảng cáo được hàng hóa, khách hàng không tìm hiểu được cái sản phẩm của bạn, thì họ sẽ là xem như là bạn đang nói về một cái vấn đề gì đó thôi, không quan trọng lắm, không quan tâm lắm. Nếu như bạn không biết tư vấn khách hàng thì chắc chắn sẽ không bán được hàng, đúng không anh chị? Thế thì các anh chị ơi, ba vấn đề này BC sẽ giải quyết cho các anh chị như thế nào, các anh chị ha? BC sẽ giúp cho các anh chị giải quyết tất tần tật những vấn đề đó, các anh chị. Bởi vì BC là một cái hệ sinh thái kinh doanh online cho mọi người, các anh chị. Ai cũng có thể tham gia được, chưa hề có kinh nghiệm cũng tham gia được, đã có kinh nghiệm cũng tham gia được, rất là tốt. Người già rồi tham gia cũng được, các anh chị. Sinh viên cũng tham gia được, các anh chị. Và giáo viên công chức giống như nhâm đây cũng tham gia được, các anh chị. Cho nên một cái hệ sinh thái này là dành cho tất cả mọi người. Một cái hệ sinh thái, bởi vì nó có đầy đủ tất tần tật các cái sản phẩm mà một người hoặc một gia đình hoặc một cơ quan cần đến, các anh chị. Nó có đầy đủ tất cả các cái loại hàng đó, các anh chị. Vậy thì mô hình này nó có cái đặc điểm gì nó vượt trội mà hầu hết các cái trang báo ha, và những người nổi tiếng họ đều rất là yêu thích như vậy, các anh chị. Và đặc biệt là nhâm rất là yêu thích luôn, các anh chị. Bởi vì sao ? Cái mô hình này được gọi là cái mô hình dropshipping, các anh chị. Cái mô hình này nếu như các anh chị là đối tác của BC, các anh chị ha, thì các anh chị đang đứng ở vị trí gian hàng đây, các anh chị. Các anh chị đang đứng ở đây một cái gian hàng online, đúng không anh chị? Và khách hàng, khi khách hàng nhìn thấy cái gian hàng của anh chị, khách hàng mua sản phẩm các anh chị đang bán, đúng không anh chị? Thì các anh chị sẽ nhận được cái đơn hàng này.
Các anh chị sẽ nhận được cái đơn hàng này. Các anh chị lên đơn ngay trên cái gian hàng của mình, tức là cái app của BC cung cấp cho các anh chị. Một cái app đó thôi, các anh chị lên đơn ngay trên cái app đó, ngay trên cái điện thoại của các anh chị. Và cái đơn hàng này sẽ lập tức được chuyển đến nhà cung cấp các anh chị. Chuyển đến nhà cung cấp. Nhà cung cấp nhận đơn hàng, sau đó đóng gói, vận chuyển đến tận tay khách hàng của các anh chị. Một cái mô hình gọn gàng, nhẹ nhàng như vậy thôi các anh chị. Chúng ta chỉ làm nhiệm vụ gì ạ? Tư vấn khách hàng, chốt đơn và lên đơn. Thế thôi các anh chị. À, còn lại là nhà cung cấp lo hết các anh chị. À, vậy thì một cái mô hình như thế này, nó đang thực sự là cái mô hình tiên tiến nhất trên cả thế giới hiện nay các anh chị. Trên thế giới hiện nay đang học theo cái mô hình này các anh chị. Đang bắt đầu phát triển rất là nhiều ở thị trường của họ với cái mô hình này các anh chị. Thì như vậy cái công việc kinh doanh nó thực sự nhẹ nhàng. Nhưng bán hàng nhưng không cần phải nhập hàng các anh chị. Nhưng không cần phải bỏ vốn ra để lấy hàng về các anh chị. Và nhưng không phải đóng hàng, nhưng không phải ship hàng gì hết các anh chị. Nó quá là sung sướng đối với cái công việc mà nhâm trước đây nhâm làm cái cửa hàng tự chọn đó các anh chị. Cho nên tận dụng một ngày 2-3 tiếng, nếu nhiều hơn là 4 tiếng càng tốt, thì cái gian hàng của mình nó càng hoạt động nhiều thì nó càng đem về cho mình lợi nhuận nhiều các anh chị. Chỉ có ở nhà và lên đơn và tư vấn thôi các anh chị, rất đơn giản như vậy. Vậy thì BC mang lại cái lợi ích gì cho các anh chị nếu các anh chị là đối tác của BC và nếu các anh chị là đại lý của BC các anh chị? Đó là 5 vấn đề các anh chị. 5 vấn đề. Thứ nhất, đem đến cho các anh chị cái công nghệ. Công nghệ là gì ạ? Lát nữa nhân sẽ chia sẻ cùng các anh chị ha. Và thứ hai, đem đến cho các anh chị sản phẩm. Như nhâm nói đó, hiện nay có 1.000 sản phẩm trên kệ rồi các anh chị, với đầy đủ tất cả các mặt hàng. Và thứ ba là marketing. BC là marketing các anh chị luôn, cho chúng ta luôn. Chúng ta không phải lo lắng vấn đề đó. BC huấn luyện chúng ta từ một người không biết gì sẽ trở thành một người chuyên nghiệp nếu chúng ta có sự nỗ lực, nếu chúng ta có sự quyết tâm. Giúp cho chúng ta mở rộng hệ thống kinh doanh các anh chị. 5 vấn đề này, liệu các anh chị có đi tìm được ở một cái mô hình nào khác không? Các anh chị có tự làm được không? Điều đó chắc chắn là không, đúng không anh chị? Nhưng đã tìm hiểu rất là nhiều rồi. Và chắc chắn 5 điều này chúng ta sẽ không tự làm được các anh chị nhé. Vậy thì công nghệ nó sẽ là cái gì đúng không anh chị? Công nghệ là cái gì? Biết xây đem đến cho các anh chị cái gì? Thì đây các anh chị, nhâm sẽ là chia sẻ để các anh chị thấy ha. Để các anh chị có thể là biết được cái công nghệ mà BC đem đến cho các anh chị. Các anh chị thấy nhâm đang chia sẻ cái màn hình điện thoại của mình các anh chị. Đây các anh chị, nhưng các anh chị thấy cái app màu xanh có chữ BC Solution không ạ? Đây chính là app của BC các anh chị. Đây chính là cái doanh nghiệp bỏ túi của chúng ta các anh chị. Chỉ cần bấm vào đây thôi là cả một cái doanh nghiệp, một cái doanh nghiệp nó hiện lên đây các anh chị. Đây các anh chị nhé. Các anh chị thấy rằng là sẽ có tổng quan, sẽ có khách hàng, sẽ có sản phẩm. Các anh chị nhìn bên dưới, các anh chị nhìn cái dòng bên dưới cùng. Các anh chị thấy chưa? Tổng quan tức là ở đây các cái hoạt động của các đại lý đây các anh chị. Họ đang lên đơn đây các anh chị, họ lên đơn đây. 12 giờ cũng có người lên đơn các anh chị. 1 giờ sáng cũng có người lên đơn các anh chị. Lên bất kỳ lúc nào mà chúng ta muốn các anh chị ha. Bất kỳ lúc nào chúng ta rảnh. Và cứ mỗi người lên đơn xong thì được xuất hiện lên đây. Để cho làm gì ạ? Để chúng ta like, để nhâm like này, rồi để nhâm comment chúc mừng đó các anh chị. Và bên cạnh là khách hàng anh chị. Nếu như mà nhâm bán cửa hàng tự chọn của nhâm á, thì khách hàng nhâm không thể lưu tên được các anh chị.
rất là nhiều, bởi vì có những người họ vào họ mua những cái những cái sản phẩm nhỏ thôi, hoặc là họ mua một lúc một ít thôi, không có thể nào mà ghi hết được, đúng không anh chị? Ừ. Thì cái việc mà ghi lại tên nó rất là khó. Thế nhưng mà ở VC các anh chị, cái app này nó cho phép các anh chị ghi hàng ngàn khách hàng cũng được các anh chị. Các anh chị có thể là đưa vào đây hàng ngàn tên khách hàng mà không cần phải ghi chép gì hết các anh chị. Các anh chị chỉ việc nhập tên thôi ạ. Các anh chị chỉ việc nhập tên, nhập các cái thông tin thôi. Đây, ví dụ như họ tên, số điện thoại, địa chỉ, ngày sinh. Để làm gì ạ? Để khi đến ngày sinh của khách hàng, các anh chị có thể là nhắn tin chúc mừng sinh nhật, hỏi thăm ạ. Đúng ạ. Hoặc là nếu như khách hàng mua nhiều thì các anh chị có thể là tặng quà nhân ngày sinh nhật, đúng ạ. Chúng gọi là chúng ta chăm sóc khách hàng. Các anh chị rất là tuyệt vời luôn. Đây, các anh chị thấy nhâm lưu rất là nhiều các anh chị. Vài trăm rồi ạ. Rồi, bên cạnh là sản phẩm nha các anh chị. Rồi đây các anh chị nhìn này, mỗi khách hàng có một cái mã ở đằng sau các anh chị thấy không ạ? Ví dụ như bạn Nguyễn Tiến Cường này, bạn có cái mã là OTQR 443 đúng không ạ? Thì đây là cái mã khách hàng, mã của từng khách hàng các anh chị. Và khi có mã như thế này rồi thì khách hàng này thuộc về bạn, thuộc về sở hữu của bạn. Bạn sẽ sở hữu khách hàng này trọn đời. Ai ở BC cũng không có quyền sở hữu khách hàng này nữa. Các anh chị ha, đó là một cái điều tuyệt vời của BC đem lại. Và bên cạnh nữa, các anh chị, bên cạnh nữa là sản phẩm các anh chị. Là sản phẩm. Các anh chị có thấy không ạ? Vô cùng là nhiều luôn các anh chị, rất rất là nhiều các sản phẩm. Và các anh chị thấy combo không? Ví dụ như khi mua một kem dưỡng ẩm dạng dạng gel, two toner 3-1, thì được tặng một cái bộ mini kit các anh chị. Cái gì đây ạ? Đây là cái chương trình khuyến mại của công ty để giúp cho đại lý của chúng ta dễ dàng trong công việc kinh doanh các anh chị. Được gọi là kích hoạt các anh chị, đúng ạ. Rồi các anh chị thấy không, combo một nước hoa xe hơi mini đen. Thì được được tặng nữa thêm các anh chị, được tặng thêm một cái nước hoa xe hơi mini đỏ nữa các anh chị. Như vậy là một tặng một các anh chị. Rồi còn nước là nước giặt này các anh chị, combo nước giặt này các anh chị, rất rất là nhiều luôn. Và các cái sản phẩm khác các anh chị, các cái sản phẩm khác. Và các anh chị ơi, mỗi sản phẩm nhá, khi chúng ta đi tìm sản phẩm nhá, các anh chị sẽ bấm vào từng cái sản phẩm một. Để nhâm bấm một cái sản phẩm để cho các anh chị thấy ha. Ví dụ như cái viên uống cân bằng nội tiết Nhật Bản này các anh chị. Các anh chị thấy không ạ? Có đầy đủ cái khối lượng này. Cái chiết khấu dành cho đại lý, cái chiết khấu dành cho cộng tác viên và cái chiết khấu dành cho khách hàng VIP. Nếu như các anh chị có một khách hàng VIP, các anh chị có thể giảm giá cho khách hàng VIP của các anh chị. Các anh chị thấy không ạ? 1.460.000 nhưng chiết khấu cho đại lý là 503.000 các anh chị. Ha. Rồi và bên dưới các anh chị thấy có tài liệu này. Nếu các anh chị bấm vào tải tài liệu, các anh chị sẽ thấy có này, có bài viết bán hàng, có feedback khách hàng, có giấy tờ pháp nhân, có hình ảnh sản phẩm, thông tin sản phẩm, thông tin website và video sản phẩm các anh chị. Các anh chị muốn lấy bài viết bán hàng, các anh chị bấm vào bài viết bán hàng, các anh chị copy ra ha. Các anh chị muốn lấy feedback bán hàng, các anh chị vào feedback, các anh chị có thể là gửi cho khách hàng. Những cái giấy tờ chứng nhận, nếu khách hàng các anh chị yêu cầu giấy tờ chứng nhận, các anh chị có thể lấy giấy tờ chứng nhận. Rất là tuyệt vời các anh chị. Thậm chí có những cái video, rồi những cái hình ảnh sản phẩm để các anh chị có thể đăng bài. Rất là tuyệt vời như vậy các anh chị. Và tiếp nữa là đơn hàng các anh chị. Nếu như có khách hàng đặt hàng thì các anh chị làm gì ạ? Chúng ta lên đơn đúng không ạ? Các anh chị nghĩ lên đơn có lâu không ạ? 1 phút thôi các anh chị. 1 phút thôi ạ. Đây các anh chị. Đơn hàng. Nếu như sau khi nhâm lưu khách hàng đó, ví dụ như bạn Nguyễn Tiến Cương này ha. Bạn ấy mua hàng, bạn ấy tiếp tục mua hàng ha. Thì chúng ta chỉ cần bấm vào cái tên khách hàng thôi. Bấm vào tên khách hàng thôi. Các anh chị thấy chưa ạ? Có mã khách hàng này, có đã mua hàng bao nhiêu rồi này,
Được chưa các anh chị? Có đặt hàng, có gọi điện này. Thì nhâm chỉ việc bấm vào đặt hàng thôi. Tất cả các cái thông tin đã được thao tác ở đây đầy đủ hết rồi. Bấm tiếp theo. Chọn một cái kho hàng, bạn này ở gần thành phố Hồ Chí Minh. Thì nhâm sẽ chọn cái kho hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn nếu bạn này ở ngoài vực ngoài miền Bắc, thì nhâm đấy. Và khi ship đến thì là nhanh hơn và đỡ phí ship hơn, đúng không ạ? Bạn này ở Hồ Chí Minh, gần Hồ Chí Minh, em chọn Hồ Chí Minh. Cái phương thức thanh toán này có hai phương thức thanh toán. Thanh toán tiền mặt hoặc là chuyển khoản ngân hàng. Thì thường em sẽ chọn thanh toán tiền mặt để khi mà khách hàng họ nhận hàng, họ kiểm tra hàng, nếu như họ hài lòng thì họ nhận, và nếu như họ không hài lòng thì họ có thể trả lại cho khách hàng các anh chị. Xin lỗi, họ có thể trả lại cho công ty các anh chị nhé, trả lại cho shipper, và shipper gửi trả lại công ty. Thì nếu như mà sản phẩm nó có vấn đề các anh chị, sản phẩm nó có vấn đề, ví dụ nó bị móp méo hay là nó bị nhầm lẫn hay là nó thế nào đó, thì cái việc trả về cho công ty thì công ty sẽ phải chịu phí ship đó các anh chị nhé. Công ty sẽ phải chịu phí ship đó. Còn nếu như mà cái này mình có thể là giảm cho khách hoặc là khách chịu, thì lúc đó khách trả ha, và khách sẽ trả luôn tiền hàng cho shipper. Đấy, sau đấy nhâm thêm cái sản phẩm, ví dụ như nhâm đặt cho bạn này một cái kem chống nắng Nacos ha, bạn này đặt một cái kem chống nắng Nacos, là bạn này mua một tuýp đó, thì nhâm bấm như thế này các anh chị đó, thêm sản phẩm. Thực sự là cái màn của nhà nhưng hôm nay nó hơi bị chậm á các anh chị, nên hơi bị chậm cho nên là nó chạy nó ok, để em chuyển qua ba g. Rồi các anh chị, mạng nó bị lát rồi các anh chị. Và sau khi em chọn như vậy thì chỉ cần là báo tạo đơn hàng, app sẽ báo tạo đơn hàng thành công, và đấy các anh chị đã chọn được cái sản phẩm. Thì các anh chị thấy này, trong đơn hàng có tổng tiền trước giảm giá này, giảm giá bao nhiêu, tổng tiền sau giảm giá, chiết khấu bao nhiêu, anh chị thấy chưa? Thấy rất là rõ ràng cho đơn hàng luôn, đúng không ạ? Sản tiếp theo, và cái hình thức vận chuyển ở đây sẽ chọn là giao hàng tiết kiệm hoặc là giao hàng nhanh, cái đó tùy mình ha. Đó, rồi mình có thể là nếu như cái đơn hàng này mà các anh chị chịu phí ship cho khách thì chúng ta để khách hàng chịu phí là không, nhưng nếu như mà nó ít quá các anh chị bảo khách chịu ship đi thì các anh chị để có ha. Đó, và sau đó chúng ta có thể check giá này, thôi thì 26.000 ha, thôi thì 26.000. Cái kia mình chiết khấu được gần 300 đúng không anh chị? Thì thôi mình để cho khách hàng, mình chịu phí ship cho khách hàng đi, mình để không ha. Và sau đó tạo đơn hàng, bấm tạo đơn hàng, và lúc này là đơn hàng đã được tạo thành công anh chị. Thì đơn hàng này sau khi tạo thành công xong thì nhà cung cấp đấy các anh chị, nhà cung cấp họ sẽ nhận được đơn hàng này và họ tự đóng gói. Sau khoảng 2 đến 3 ngày là lâu thôi, 2 đến 3 ngày thì khách hàng của mình sẽ nhận được hàng các anh chị. Rất là tuyệt vời như vậy đó các anh chị. Thì cái đơn hàng sau đó nó sẽ được lên đây các anh chị, nó sẽ được hiện lên trên đây. Và với mỗi đơn hàng các anh chị, với mỗi đơn hàng nó đều có những cái chi tiết rất là tuyệt vời như thế này các anh chị. Nó có chiết khấu, nó có phí vận chuyển bao nhiêu các anh chị ha, rất rõ ràng như thế này. Và với cái thông tin vận chuyển nó cũng có luôn các anh chị, phí ship bao nhiêu, các anh chị đã thanh toán bao nhiêu. Đây là lịch sử giao vận các anh chị. Nếu như mà các anh chị vừa mới lên đơn, thì công ty sẽ là nhà cung cấp, họ sẽ đóng gói, họ đã đóng gói hay chưa, đơn hàng đã được vận chuyển đi hay chưa, đến đâu rồi, nhập kho chỗ nào rồi, và khi nào giao hàng thì hiện hiện lên hết trên cái đơn hàng của mình đây. Và mình có thể là bảo cho khách hàng rằng là đơn hàng em đã lên, anh chị vui lòng chuẩn bị để nhận hàng ha.
À, có thể là trong hôm nay các anh chị lưu ý số điện thoại, các anh chị có shipper gọi thì các anh chị vui lòng nhận hàng. Như vậy thì khách hàng của chúng ta sẽ chủ động kể cả nhận hàng lẫn là cái gì các anh chị, lẫn là tiền đúng không các anh chị, để cho để mà có thể nhận hàng thành công đúng không ạ. Vậy thì sau khi đơn hàng của mình thành công thì sao ạ? Đơn hàng của mình thành công thì cái app của mình sẽ báo là đã giao hàng thành công. Và đã giao hàng thành công và làm gì ạ? Và hoa hồng sẽ về trong cái app này các anh chị. Sẽ về trong cái app này. Cứ ngày 10 hàng tháng thì toàn bộ tiền hoa hồng của chúng ta sẽ về tài khoản các anh chị. Cho nên ở BC cứ ngày 10 hàng tháng là như một cái ngày hồi các anh chị. Ai cũng khoe tiền hoa hồng của mình về hết các anh chị, từ nhỏ tới lớn, từ 1 triệu tới vài chục triệu, đều khoe hết các anh chị như một ngày hồi. Rất là vui, rất là thân thiện các anh chị. Và còn nữa các anh chị nhìn thấy không ạ? Toàn bộ thông tin của mình đều được lưu ở đây các anh chị. Đều được lưu ở đây. Về thông tin tài khoản này, thông tin cá nhân này, liên hệ và thanh toán ha. Tức là công ty được sẽ gửi về số tài khoản nào cho mình nha các anh chị. Và có một cái hợp đồng các anh chị. Chúng ta làm sẽ phải có hợp đồng với công ty. Hợp đồng dấu đỏ của BC Solution đây các anh chị. Đây các anh chị ha. Và nó có tính pháp lý các anh chị ha. Hoa hồng được các anh chị. Hoa hồng ở đây các anh chị. Mấy ngày nay thì các cái đơn hàng của Nhâm là nó chưa hoàn thành. Cho nên là hoa hồng là vẫn là không các anh chị. Thế nhưng mà ở để Nhâm xem từ tháng tháng trước ha. Tháng trước. Tháng đây các anh chị. Sẽ có cái hoa hồng bán lẻ các anh chị. Các anh chị bán được bao nhiêu thì là chúng ta sẽ có từng đấy từng đấy cộng lại các anh chị ha. Rồi, cái phụ cấp marketing, tức là nếu như các anh chị mà bán đạt doanh số thì công ty thưởng, và tháng vừa rồi nhưng được thưởng 18 triệu các anh chị, nhưng bán đạt doanh số ấy ạ. Và cái chi phí đó là cái phí mà mình chịu cái phí ship cho khách hàng á, thì sẽ trừ vào cái chi phí này, sẽ đưa vào cái chi phí này. Và các anh chị thấy ở bên dưới không ạ? Thấy thuế thu nhập cá nhân không ạ? Các anh chị thấy không ạ? Nhưng đã đóng thuế, cứ mỗi tháng nhưng đóng thuế cho công ty, cho nhà nước chừng đó các anh chị. Với cái tính theo trên cái thuế thu nhập, theo cái luật thuế thu nhập cá nhân các anh chị. Các anh chị có nghĩ rằng là một cái công việc làm thêm của mình, một cái công việc thứ hai của mình thôi, lại có thể là góp một phần nhỏ nhỏ rất nhỏ vào cái việc là phát triển đất nước không các anh chị, vào xây dựng và phát triển đất nước không các anh chị? Nhâm thì Nhâm thực sự rất là vui mừng, bởi vì là kể cái công việc chính của mình, của cái công việc giáo viên của Nhâm cũng không dư ra một đồng, để mà có thể là mình tiết kiệm, chứ đừng nói gì đến là việc đóng thuế đúng không anh chị. Thế nhưng khi vào BCA thì Nhâm thực hiện được nghĩa vụ của mình là đóng thuế anh chị, thực sự rất là vui mừng. Và không phải một mình Nhâm đâu mà rất là nhiều các anh chị khác cũng như vậy các anh chị. Có nhiều các anh chị khác còn bán được nhiều hơn nữa cơ. Thì các anh chị đấy sẽ lại đóng thuế nhiều hơn. Thì đấy là về cái công nghệ các anh chị. Cái công nghệ Nhâm muốn các anh chị thấy thật rõ ràng là BC đã cung cấp cái công nghệ như thế nào các anh chị ha. Một cái doanh nghiệp rất là gọn gàng như vậy, bao gồm sản phẩm, bao gồm tất tần tật những cái gì cần thiết cho một cái công việc kinh doanh online. Vậy thì những cái sản phẩm các anh chị chắc chắn là đang quan tâm là sản phẩm là gì. Mà Nhâm nói nhiều thế đúng không các anh chị, mà Nhâm nói đến là 1.000 sản phẩm luôn. Vậy thì đây các anh chị, Nhâm sẽ share cho các anh chị thấy cái trang thương mại điện tử của BC các anh chị nhé. Không phải. Rồi. Đây các anh chị, các anh chị chỉ cần gõ lên cái trang mạng của mình, đó là cái trình trình duyệt web của mình á, là bcliving.vn nha các anh chị, bcliving.vn, thì sẽ xuất hiện cái siêu thị online
với gần 1.000 sản phẩm mà nhóm nói ban nãy ha. Đây các anh chị rất rất là nhiều các cái sản phẩm đây các anh chị. Về thiết bị gia dụng và đời sống này, có máy lọc nước, máy giặt, máy sấy, các cái sản phẩm dành cho phòng bếp đúng không ạ? Rồi sức khỏe và làm đẹp này, mẹ và bé này, bách hóa tổng hợp, thực phẩm, thời trang nam nữ, phụ kiện thời trang, rất là đầy đủ luôn các anh chị. Thậm chí là mì gói cũng có các anh chị, trà rồi thực phẩm sấy khô, thực phẩm dinh dưỡng, đầy đủ hết các anh chị. Tức là nhưng muốn nói cái gì các anh chị? Nhưng muốn nói rằng là những cái nhu cầu thiết yếu của một người, những cái nhu cầu của một gia đình, BC đáp ứng đầy đủ các anh chị, đầy đủ luôn các anh chị. Đây những cái sản phẩm, ví dụ như cái sản phẩm gia dụng ha, các anh chị thấy rằng là nó có, ở để nhau xem trong phòng bếp, cho anh chị xem phòng bếp nó có những cái gì này. Đây, máy ép chầm này, bếp điện từ này, nồi chiên không dầu kết hợp hấp này, hay là nồi son, nồi chảo, rồi gì đây, robot, máy lọc nước, máy rửa chén, rất rất là nhiều đúng không anh chị? Rất là nhiều luôn. Đấy, từ rất nhiều các cái phân khúc giá mà chúng ta có thể khai thác được. Hoặc là để nhắm vào sức khỏe. Đây các anh chị, nhắm vào sức khỏe để các anh chị thấy ha. Xem chăm sóc da nó có những cái sản phẩm nào. Cái màn nhắm hôm nay nó chảy, nó không được. Đây các anh chị, ví dụ như vào bộ chăm sóc da các anh chị, nó quá trời là nhiều đúng không các anh chị? Đây rất là nhiều phân khúc giá các anh chị, 200 mấy cũng có, 300 mấy cũng có, 400 mấy, 700 mấy cũng có, rất là nhiều đó. Cả triệu hay là 2 triệu cũng đều có hết các anh chị. Như vậy thì nó các cái sản phẩm là rất là đa dạng các anh chị ha. Thì như vậy rõ ràng hai cái vấn đề đó là công nghệ và sản phẩm thì BC đã giải quyết cho chúng ta thấy, các anh chị vừa mới thấy đó là những cái mà BC đem lại cho chúng ta rất là rõ ràng rồi đúng không anh chị? Vậy thì BC sẽ làm gì ạ? Để mà quảng cáo sản phẩm cho chúng ta hả các anh chị? Đây các anh chị, các anh chị nhìn này, BC quảng cáo các cái sản phẩm trên tất cả các cái trang mạng, ví dụ như Google, ví dụ như Cốc Cốc, ví dụ như YouTube, hay là các cái trang báo như Báo Mới, VnExpress, Dân Trí hay là Zing, tất cả đều có sản phẩm của BC được quảng cáo ở trên đó các anh chị. Và việc của chúng ta là làm sao để mà đăng được các cái bài trên các cái trang mạng xã hội, để mà chúng ta tiếp cận được tới những cái khách hàng của chúng ta, họ biết rằng là chúng ta đang kinh doanh những cái sản phẩm đó, và khi họ biết chúng ta có những cái sản phẩm đó thì họ chỉ việc search lên mạng, lên Google họ search thì sẽ thấy ngay cái sản phẩm đó nó có những cái chức năng gì các anh chị, nó có những cái chất lượng như thế nào, các anh chị sản xuất ở đâu các anh chị. Ví dụ như nhưng chỉ cần gõ kem trì nám Nacos thôi, lên Google thôi, nhưng enter một cái thì các anh chị nhìn thấy này, sau 0,33 giây thì có 32.300 kết quả các anh chị, và BC Living đứng lên hàng đầu các anh chị, kem trì nám Nacos Hàn Quốc. Như vậy thì rõ ràng như thế nào các anh chị? Rõ ràng rằng nếu chúng ta ở cái vị trí người đi mua hàng, chúng ta sẽ bấm vào cái dòng đầu tiên này, bởi vì nó phải uy tín như thế nào mới lên được dòng đầu tiên. Và vào đâu ạ? Vào BC Living các anh chị, vào cái trang thương mại điện tử mà nãy em nói các anh chị. Hay là có rất là nhiều các cái quảng cáo mà BC đã thuê những cái người nổi tiếng về để mà quảng cáo sản phẩm, ví dụ như ở đây các anh chị, nhìn Quỳnh Nga đây các anh chị, đang quảng cáo kem trì nám Nacos, chỉ với 3 phút thôi các anh chị, nhưng mà BC đã phải bỏ ra trên 100 triệu các anh chị cho chi phí. Như vậy nếu chúng ta một mình ta làm có được không ạ?
Không được đúng không các anh chị, rất là khó đúng không ạ? Hoặc là các cái trang khác các anh chị, đây các anh chị đều đều được quảng cáo hết các anh chị. Để nhâm lướt cho các anh chị thấy ha. Kênh 14 VN, đây là cái kênh mà rất là thu hút cái sự quan tâm của giới trẻ. Thì quảng cáo khắp nơi các anh chị, quảng cáo ở tất cả các trang ha. Các cái sản phẩm của BC Leading đây các anh chị. Rồi. Như vậy thì cái việc mà quảng cáo là đã ok rồi đúng không các anh chị? Vậy cái việc đi kinh doanh của chúng ta quan tâm nhất đó là cái hoa hồng. Thì đây các anh chị, lúc nãy nhâm xe cái app, các anh chị cũng thấy rằng cái chiết khấu nó rất là cao đúng không các anh chị? Nó chiết khấu cho bán lẻ là từ 30 đến 45% luôn các anh chị. Thậm chí có những cái sản phẩm lên 55%. Và nếu như các anh chị bán trong một tháng, các anh chị đạt được những cái doanh số mà theo từng cái mốc của công ty quy định, thì các anh chị còn được công ty và nhà cung cấp nha các anh chị. Công ty là đại diện cho nhà cung cấp thưởng cho các anh chị nữa. Nếu như các anh chị bán được một tháng 60 triệu, các anh chị sẽ được thưởng thêm 1 triệu 8 các anh chị. Tương ứng với cấp bậc ở trong BC đó là cấp bậc 1 sao. Nếu như các anh chị bán được nhiều hơn, giỏi hơn, các anh chị bán được 120 triệu một tháng, các anh chị sẽ được nhà cung cấp tặng thêm 5 triệu 400 nghìn đồng. Các anh chị, đây là tương ứng với cấp bậc đại lý 2 sao. Còn nếu như có ai đó bán giỏi hơn, bán trên 240 triệu các anh chị, 240 triệu nha các anh chị, thì các anh chị được thưởng 14 triệu 400 nghìn đồng. Lúc này các anh chị thấy nhâm được thưởng 18 triệu mấy đó đúng các anh chị? Bởi vì cái tháng đó nhâm bán được gần 300 triệu tiền hàng các anh chị. Và cái này tương ứng với danh hiệu 3 sao ở BJ. Vậy thì có anh chị nào thấy rằng cái chiết khấu gì mà nó cao như thế? Nó liệu nó có thật không đúng các anh chị? Thì thưa với các anh chị, đây rất là thật. Cái tại sao nhâm hỏi câu đó, bởi vì đây là cái tâm lý mà khi mà nhâm vào nghe chia sẻ thì nhâm không tin được. Nhâm nói rằng là đang cái chị đó chắc là đang đang nói quá lên thôi. Nhưng mà không phải như vậy các anh chị. Tại sao là như thế ạ? Với một cái mô hình kinh doanh truyền thống các anh chị, thì cái việc mà chi phí cho quảng cáo này, tiền thuê mặt bằng hay là lương nhân viên hay là tất tần tật những cái chi phí khác để mà đưa được các cái mặt hàng từ nhà sản xuất đi qua các cái trung gian như tổng đại lý khu vực hay là các cái đại lý cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 rồi mới tới bán lẻ. Thì nó đã mất rất nhiều chi phí rồi. Lúc đó mới đến được tay người tiêu dùng. Vậy thì cái người bán lẻ này sẽ không có bao nhiêu hoa hồng hết. Nhiều lắm là 5%, nhiều lắm là 10%, không vượt quá được. Đó là quá nhiều rồi các anh chị. Nhưng mà BC thì thế nào ạ? BC đem đến tận tay người tiêu dùng. Vậy những cái chi phí này hoàn toàn không bị mất các anh chị. Vậy thì cái chi phí đó sẽ đưa về cho các anh chị. Và đó gọi là chiết khấu các anh chị. Chính vì vậy mà nó có thể từ trên 30% các anh chị nhé. Trên 30%. Đó. Và một cái điều đặc biệt như muốn nhấn mạnh cùng các anh chị ở đây nữa. Đó là nếu như chúng ta kinh doanh truyền thống, thì cái hàng của chúng ta sẽ đi qua rất nhiều trung gian như thế này, liệu rằng chất lượng sản phẩm còn nguyên nữa không các anh chị, hay là trà trộn vào đấy một số các cái sản phẩm mà chúng ta không hề phát hiện ra các anh chị. Nhưng mà ở BC thì cái sản phẩm được trực tiếp đưa từ nhà cung cấp đến tay người tiêu dùng, vậy đảm bảo về chất lượng, đảm bảo về cái đặc điểm, những cái gì tốt đẹp nhất của sản phẩm đem đến người tiêu dùng đúng anh chị. Vậy thì cái việc mà chúng ta tải tiêu dùng, cái người khách của chúng ta tải tiêu dùng cái sản phẩm của chúng ta là hoàn toàn có thể các anh chị, là hoàn toàn khả thi các anh chị. Bởi vì họ mua được sản phẩm chất lượng rồi thì họ sẽ mua tiếp đúng anh chị, đó là cái tâm lý. Và chính vì vậy cho nên cái chiết khấu của chúng ta nó sẽ chiếm từ 30 đến 45%, thậm chí còn hơn anh chị. Và những cái lợi nhuận thì nếu như mà các anh chị có khoảng 20 khách hàng thôi, 20
20 khách hàng thân thiết thôi. Với mỗi người mỗi tháng mua cho các anh chị 2,5 triệu thì các anh chị là một tháng chúng ta bán được 50 triệu. Các anh chị thử tính cái lợi nhuận thấp nhất là 30% thì chúng ta được bao nhiêu ạ? Được 15 triệu đúng không các anh chị? Được 15 triệu. Thế thì nhưng mà BC cho phép chúng ta mở rộng hệ thống khách hàng các anh chị. Tức là nếu như một người nào đó họ thích từ mua, chúng ta có thể mở user cho khách. Và đó chính là chúng ta bán sỉ cho các anh chị. Nếu chúng ta bán sỉ một người mua rất ít thôi, ví dụ chúng ta có 5.000 khách hàng và mỗi người mua cho chúng ta 5 triệu thôi, khách sỉ mà mua 5 triệu là rất ít đúng không các anh chị? Thì các anh chị biết rằng chúng ta có 25 tỷ doanh số. Lợi nhuận nếu là 10% thì chúng ta có bao nhiêu ạ? 2,5 tỷ các anh chị. Vậy thì nếu như ở bên ngoài các anh chị sẽ bán lẻ hoặc là bán sỉ, đúng không anh chị? Nhưng ở BC chúng ta có thể bán sỉ và có thể bán lẻ. Cái con số 20 khách hàng này các anh chị tưởng rằng các anh chị thấy ôi nhiều thế. Nhưng không nhiều các anh chị, không nhiều đâu. Các anh chị chỉ cần bán cho một khách hàng thôi. Người khách đó thấy rằng chất lượng. Thì đằng sau cái người khách đó là cả một gia đình, là cả rất là nhiều bạn bè, rất là nhiều đồng nghiệp. Đúng không anh chị? Thì 20, con số 20 là rất nhỏ. Các anh chị ha? BC cho phép chúng ta vừa bán lẻ, vừa bán sỉ. Mà lúc này em chia sẻ cái app, các anh chị thấy rằng những bán sẻ, lẻ và bán sỉ đấy các anh chị. Đó. Thì ở BC đó là cái điều tuyệt vời rồi. Thế nhưng mà còn điều tuyệt vời hơn nữa các anh chị, đó là thưởng năm các anh chị. Thì năm vừa rồi em được thưởng cái mức thấp nhất của năm đây các anh chị. Gọi là Y7, bởi vì nhâm có 8 tháng nhâm đạt bán là một tháng nhâm bán được từ 240 triệu trở lên, 8 tháng trên một năm các anh chị. Và đến tháng 2 vừa rồi thì công ty chuyển vào tài khoản của nhâm tiền thưởng là 20 triệu đồng và được đi du lịch 5 sao 5 ngày 5 đêm tại đảo Phú Quốc các anh chị. Cùng với chồng các anh chị. Nếu là người vợ thì sẽ đi được với chồng, nếu là người chồng sẽ được đi với vợ. Cái điều tuyệt vời như vậy thì ở đâu có không các anh chị? Không có không các anh chị? Công ty gửi từ tiền phí di chuyển này các anh chị, nếu các anh chị không ở gần sân bay, công ty cho các anh phí di chuyển này các anh chị, phí di chuyển từ nhà đến sân bay. Từ sân bay đến đảo Phú Quốc, sau đấy từ đảo Phú Quốc về rồi lại cho phí di chuyển từ sân bay về nhà này các anh chị, rất là tuyệt vời, rất là chu đáo luôn các anh chị. Thế thì nếu như anh chị nào đó mà bán được tốt hơn, đạt được 9 tháng như vậy trong một năm các anh chị, các anh chị không phải chỉ được thưởng 20 triệu mà các anh chị được thưởng 30 triệu lần các anh chị. 30 triệu và được du lịch, cũng chuyển du lịch như vậy các anh chị. Nếu như ai đó bán giỏi hơn, 12 tháng đều đạt cái doanh số đó, các anh chị được thưởng 45 triệu đó các anh chị. Các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Có xứng đáng để chúng ta làm không ạ? Và có những cái phần thưởng lớn hơn ở dưới đây nữa, đó là những cái chiếc xe. Thì những cái chiếc xe này đó là những cái doanh số lớn hơn nữa. Thì ở đây nhưng không chia sẻ nhiều ha. Nhưng chỉ chia sẻ một phần như thế để các anh chị thấy rằng là BC rất là nhân văn và rất là công bằng. Các anh chị vô sau nhâm, nhưng nếu các anh chị đạt được những cái doanh số này thì các anh chị vẫn cứ được thưởng như bình thường các anh chị. Rất là tuyệt vời như vậy ha. Và BC là một cái mô hình nhượng quyền các anh chị. Tại sao nhâm nói có khách sỉ ạ? Bởi vì nhâm có thể nhượng quyền này. BC nhượng quyền cho các anh chị. Thì các anh chị cũng có, các anh chị đã là sở hữu của cái siêu thị online này rồi, thì các anh chị cũng có thể nhường quyền cho một người khách, một người mà các anh chị muốn nhường quyền cho họ. Các anh chị thấy cái điều đó, nếu các anh chị sở hữu được cái siêu thị này thì cái người mà các anh chị muốn nhường quyền đó cũng có thể sở hữu cái siêu thị này các anh chị, và có thể là trở thành cái siêu thị của họ, cái doanh nghiệp của họ, và họ phát triển cái doanh nghiệp của họ. Đó chính là cái mô hình nhường quyền Cardone bằng affiliate các anh chị. Affiliate, lát nữa nó sẽ có một điều tuyệt vời hơn nữa các anh chị về cái affiliate. Như vậy thì rõ ràng là BC đã giúp cho chúng ta giải quyết tất tần tật các cái vấn đề mà một người đi kinh doanh online thường xuyên gặp trở ngại đấy các anh chị. Thứ nhất đó là gì ạ? Đó là vốn các anh chị.
Đó là vốn đúng không anh chị? Vốn và tồn kho. Vốn và tồn kho này, nếu như mà chúng ta đi kinh doanh online ở các cái mô hình khác anh chị nhé, ở các cái mô hình khác thì chúng ta phải bỏ vốn ra, là chúng ta phải lấy hàng về, vậy chúng ta chắc chắn sẽ tồn kho. Nhưng BC thì không. Giúp cho chúng ta quản lý kinh doanh, bao gồm có hoa hồng, bao gồm có đơn hàng đi bao nhiêu, ai mua bao nhiêu, chúng ta ngày nay bán được bao nhiêu, rồi ngày mai bán được tháng này bao nhiêu, năm này bao nhiêu, đúng không anh chị? Rồi BC marketing cho chúng ta tìm kiếm khách hàng, giúp cho chúng ta những cái kỹ năng bán hàng, từ không thích bán hàng sẽ trở thành thích bán hàng, có những cái kỹ năng không, từ không biết bán hàng trở thành kỹ, có những cái kỹ năng bán hàng. Và BC cung cấp cho chúng ta các cái pháp lý và truyền thông, tránh trường hợp bán phá giá giống như những cái mô hình khác anh chị. Các anh chị lên trên Shopee, các anh chị sẽ thấy một cái mặt hàng mà có rất rất là nhiều giá, nhưng ở BC thì không anh chị, tất tần tật mọi người phải tuân theo đúng một cái giá đó bán anh chị. Chỉ là chúng ta có thể giảm giá cho khách hàng VIP thôi các anh chị ha. Những khách hàng VIP của chúng ta có thể giảm giá, còn lại thì tất tần tật đều phải theo đúng giá của BC đưa ra, và chính vì thế cho nên không có ai cạnh tranh với ai hết anh chị. Không có người khách này đi đến mua chỗ kia nó rẻ hơn, người này cũng bán sản phẩm đó nhưng mà rẻ hơn người kia đâu các anh chị. Cho nên khách hàng là khách hàng trọn đời của chúng ta. Và cái khả năng mở rộng kinh doanh giống như nói ban nãy, đặc biệt là cái mức chiết khấu rất là tuyệt vời, đúng không anh chị, cực kỳ tuyệt vời. Thì tám cái vấn đề này BC cho chúng ta tất tần tật các anh chị, cho chúng ta tất tần tật và tạo điều kiện cho chúng ta kinh doanh online các anh chị nhé. Vậy thì một điều như muốn nói với các anh chị, khẳng định lại cùng với các anh chị, đó là BC cam kết luôn luôn đồng hành và luôn luôn lắng nghe các anh chị, không ngừng nâng cấp công nghệ để mà có thể giúp các anh chị cập nhật tốt nhất, phù hợp nhất trong những cái trường hợp mà càng ngày công nghệ càng phát triển các anh chị. Và mục tiêu của BC đó là trở thành một Uber trong lĩnh vực kinh doanh online. Và bây giờ đang là một Uber rồi các anh chị. Các anh chị ha. Và chắc chắn là sẽ phát triển mạnh hơn các anh chị. Rất là tuyệt vời như vậy. Thì khi mà vào BC á, các anh chị không phải lo lắng. Các anh chị không cần phải lo lắng là mình đã có kinh nghiệm hay chưa, mình có thể bán được, mình sợ mình không bán được hàng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì BC sẽ huấn luyện cho các anh chị có một cái khóa học gọi là Kung Fu Kinh doanh Online, gồm có 6 buổi các anh chị, sẽ giúp cho các anh chị đạt được 5 vấn đề mà Nhâm nghĩ rằng chỉ có ở BC mới có. Đó là giúp cho các anh chị từ cái người không biết gì gọi là người quá giang trở thành một cái người master Kung Fu thâm hậu trong kinh doanh online. Và cung cấp cho các anh chị 18 công cụ hỗ trợ kinh doanh từ A tới Z, đào tạo cho các anh chị một cách thần tốc và cho các anh chị thực chiến ngay tại lớp. Tức là các anh chị học đến đâu, các anh chị thực hành đến đó. Bởi vì các anh chị có một cái gian hàng, các anh chị có một cái siêu thị online đó, các anh chị học tới đâu, các anh chị bán tới đó, thực hành tới đó các anh chị. Và một điều đặc biệt là khi các anh chị vào công ty sẽ phân công một người đi trước, kèm cặp các anh chị, một kèm một, giúp đỡ các anh chị bất kỳ lúc nào các anh chị cần. Và được hỗ trợ toàn bộ hệ sinh thái online từ BC Solution sau khóa học. Như vậy là chúng ta không phải lo lắng đến cái vấn đề là các anh chị lo lắng rằng là chúng ta có bán được hàng hay không. Nếu với điều kiện các anh chị nhé, với điều kiện các anh chị là một người chịu khó, các anh chị là một người nỗ lực và các anh chị là một người quyết tâm cho sự thành công của mình, thì Nhâm đảm bảo rằng với những đặc tính đó, các anh chị vào BC, đây là một cái vùng đất để cho các anh chị vùng vẫy và các anh chị chắc chắn sẽ thành công các anh chị ha. Và cái buổi Kung Fu này ấy, nó gồm có 6 buổi học. Các anh chị chỉ cần tham gia 6 buổi học này thôi thì tất tần tật những cái kiến thức về kinh doanh online này, và về cái bản đồ chiến lược trong kinh doanh online này, về cái chiến lược marketing này, về việc lựa chọn sản phẩm nào là sản phẩm phễu này, và cái bí quyết tạo doanh số bền vững, hay là các anh chị sẽ tối ưu đơn hàng như thế nào, hay là các anh chị sẽ xây dựng một cái hệ thống kinh doanh đột phá như thế nào, thì trong 6 buổi này sẽ giúp cho các anh chị có tất tần tật những cái kiến thức đó các anh chị. Và khi Nhâm vào á, thì Nhâm học đủ 6 buổi này các anh chị, đủ 6 buổi này, và bây giờ vẫn học các anh chị. Đây là một cái khóa học tròn đời,
Các anh chị có thể học bất kỳ lúc nào nếu như các anh chị muốn quay trở lại học. Bởi vì là công ty tổ chức liên tục vào tối 3, 5, 7, từ 7 giờ đến khoảng 9 rưỡi các anh chị. Tối nào cũng tổ chức hết các anh chị. Là những cái chuyên gia mà công ty mời về để đào tạo cho những người học các anh chị. Người mới cũng học được, người cũ cũng học được các anh chị. Đó là cái điều tuyệt vời mà BC đem lại. Vậy thì với những cái điều tuyệt vời như vậy thì BC vẫn phải có điều kiện các anh chị. Có điều kiện để mà cam kết, các anh chị cam kết rằng các anh chị sẽ là làm việc ở BC với cái mức độ như thế nào. Sẽ có hai mức độ. Một là cộng tác viên các anh chị. Một là cộng tác viên. Thì nếu như các anh chị là cộng tác viên, các anh chị có cái quyền lợi, hai cái quyền lợi. Đó là các anh chị sẽ tham gia cái khóa học Kung Fu Kinh doanh online này các anh chị mà Nhâm vừa mới nói. Và các anh chị khi các anh chị tham gia một khóa học, tức là các anh chị đã có quyền kinh doanh rồi, các anh chị đã có quyền bán hàng rồi, và gọi là thực chiến. Thì khi mà bán hàng, các anh chị sẽ được chiết khấu từ 15 đến 20% trên tùy từng sản phẩm các anh chị. Các anh chị nhé. Còn nếu là đại lý các anh chị, nếu như các anh chị làm việc với một cái tâm thế quan gọi là nghiêm túc hơn, mong muốn có sự thành công hơn, mong muốn có một cái tự do về tài chính, một cái tự do về thời gian, mặc dù là mình với cái mong muốn là mình sẽ có được những cái điều kiện tốt nhất để mình lo lắng cho gia đình, lo lắng cho con cái, cho cha mẹ mình, thì các anh chị sẽ tham gia với tư cách là đại lý. Và tất nhiên là đại lý các anh chị cũng phải tham gia khóa học kinh doanh Kung Fu này, đúng các anh chị? Đúng các anh chị, phải tham gia thì các anh chị mới thành công được. Nhưng các anh chị được hưởng chiết khấu từ 30 đến 50%. Thậm chí Nhâm nói ban nãy có trên 50%. Và đặc biệt ở đây là các anh chị có thể mở được cái user cho những cái người khách mà thích tự mình đặt hàng anh chị. Anh chị ha. Thích tự mình đặt hàng. Gọi là được mở rộng hệ thống khách hàng. Các anh chị có thể là như khách hàng của Nhâm đó, Nhâm mở rất là nhiều user cho khách hàng ha. Để các khách hàng đó có thể tự mua hàng. Và chúng ta được thưởng khi đạt doanh số các anh chị. Nếu như không phải là đại lý thì sẽ không được thưởng. Các anh chị ha, không được thưởng các cái mức như ban nãy em nói đấy. Thì một cái điều đặc biệt, cái tài khoản của đại lý này này, cái user của đại lý này này, nó được phép nha các anh chị, nó được phép thừa kế. Nếu các anh chị xây dựng được một cái user rồi, với một cái thương hiệu của mình rất là tốt rồi, mình cái kệ hàng này là rất là uy tín đối với khách hàng của mình rồi, thì cái user này bạn có thể là để lại cho con của bạn, cho cái người thừa kế của bạn. Tức là mình có thể làm việc 10 năm, sau đó mình để lại cái giá trị thu nhập này cho con của mình, đúng không anh chị? Bởi vì khách hàng họ đã mua rồi thì họ sẽ mua mua tiếp, đúng không anh chị? Thì một cái món quà mà Nhâm đã xin về công ty để trao đến cho các anh chị trong tối hôm nay, đó là với những cái anh chị mà rất là mong muốn, đang còn ngồi đến tận bây giờ này, nghe Nhâm nói hơn 1 tiếng rồi nhưng mà bây giờ vẫn còn ngồi đây để nghe Nhâm nói, để thấy được rằng là các anh chị đang rất rất là mong muốn được tham gia và đang rất là mong muốn được được cái thành công, được tìm được cái nguồn thu nhập thứ hai, giống như Nhâm trước đây, đúng không anh chị? Thì nếu như nếu như bình thường thì ở những người ở ngoài Zoom nhé, thì cộng tác viên sẽ cần phải, cộng tác viên hoặc là đại lý sẽ đều cần phải mở một cái user, đúng không anh chị? Đều cần phải mở một cái user. Lúc này em thấy có một anh chị nói rằng là anh chị không vào được app, không vào được app bởi vì các anh chị chưa có user, các anh chị chưa đăng ký ở công ty thì chưa có user. Cho nên khi các anh chúng ta đăng ký user thì chúng ta sẽ những người ở ngoài Zoom thì sẽ là phải 1 triệu mới mở được user. Thế nhưng mà các anh chị ở trong Zoom thì các anh chị chỉ cần bỏ 499.000 đồng, các anh chị sẽ có một cái user. Và lúc này các anh chị trở thành cộng tác viên. Các anh chị ha. Và nếu như các anh chị nghiêm túc hơn, các anh chị quyết tâm thành công ở BC giống như Nhâm quyết tâm cách đây 1 năm rưỡi, thì các anh chị làm đại lý. Tức là các anh chị vẫn phải mở một cái user 499.000 đồng. Nhưng các anh chị ký quỹ thêm vào công ty là 2 triệu 500 nghìn đồng. Các anh chị ha, 2 triệu 500 nghìn đồng. Nếu như ở ngoài Zoom thì các anh chị sẽ phải ký quỹ là 5 triệu các anh chị. Nhưng ở đây thì các anh chị chỉ ký quỹ một nửa là 2 triệu rưỡi.
À, 2 triệu rưỡi này để làm gì các anh chị? Để minh chứng rằng chúng ta làm việc rất nghiêm túc ở trong mô hình này, rất nghiêm túc với công ty. Và 2 triệu rưỡi này các anh chị ơi, không mất đi nhé. Chúng ta chỉ ký quỹ, tức là chúng ta chỉ gửi vào đó thôi, gửi vào công ty thôi để làm tin thôi. Bởi vì chúng ta có gì để làm tin cho công ty đâu. Trong khi nếu các anh chị vào, các anh chị đặt hàng, các anh chị đặt hàng mà các anh chị bom hàng, khách của các anh chị bom hàng, hoặc là đối thủ của các anh chị bom hàng, đối thủ của công ty vào phá công ty chẳng hạn, đặt hàng rất là nhiều như vậy, thì những cái phí đặt nhưng không nhận nha các anh chị, thì những cái phí đó ai sẽ phải chịu? Ai sẽ phải chịu, đúng không ạ? Nếu như mà công ty không có một cái điều kiện này đó, thì chính vì vậy mà một người đại lý sẽ là ký quỹ thêm 2 triệu rưỡi. Và thưa với các anh chị rằng 2 triệu rưỡi này, khi các anh chị có một cái lý do đặc biệt nào đó, các anh chị không làm nữa, ví dụ như vì sức khỏe, ví dụ như một cái công việc, các anh chị có một cái công việc nào khác, hoặc là các anh chị thấy rằng là thôi tôi bây giờ thu nhập đủ rồi, tôi không không cần thiết phải làm thêm nữa, thì các anh chị chỉ cần một cái tờ đơn điện tử thôi, gửi vào mail công ty thôi, thì trong vòng 3 ngày cái ký quỹ 2 triệu rưỡi của các anh chị sẽ lập tức đi về tài khoản của các anh chị. Các anh chị ha, chúng ta không lo, không không có bị mất đi cái 2 triệu rưỡi này, nhưng nó là sự, là cái niềm tin của chúng ta để đưa ra để ký kết đồng công ty đó các anh chị. Các anh chị chúng ta chúng ta hiểu cho nhau chỗ này ha. Và như vậy thì nếu như anh chị nào ở trong Zoom của chúng ta đăng ký là cộng tác viên hoặc đăng ký là đại lý, thì các anh chị để lại tên nha các anh chị, tên của mình và bốn số cuối của cái điện thoại của mình, bốn số cuối điện thoại cùng với cái vị trí mà các anh chị muốn đăng ký với công ty là cộng tác viên hoặc là đại lý. Thì hôm nay ban tổ chức sẽ lưu cái danh sách của các anh chị lại gửi lên công ty, và khi các anh chị làm thủ tục hợp tác ký kết hợp đồng với công ty thì các anh chị chỉ việc đóng ký quỹ như vậy thôi các anh chị. Các anh chị nhâm thấy có một số các anh chị bắt đầu rời dung ha. Thì nếu như những anh chị mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta nghe như vậy thôi mà chúng ta đã rời dung, thì Nhâm rất là chia buồn cùng với các anh chị. Bởi vì các anh chị chưa có suy nghĩ kỹ, các anh chị chưa có suy nghĩ kỹ. Nhưng mong muốn các anh chị đang còn ở trong dung ha, các anh chị hãy suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta chỉ cần để lại cái tên, bốn số cuối điện thoại và cộng tác viên hay là đại lý, thì công ty sẽ lưu lại, khi các anh chị đăng ký các anh chị sẽ được hưởng ưu đãi này. Còn nếu như các anh chị rời Zoom và sau này khi các anh chị có muốn quay lại thì không có ưu đãi này các anh chị nhé, chúng ta không có ưu đãi này nữa. Và trong cái thời gian chờ đợi các anh chị chúng ta đăng ký, thì Nhân xin chia sẻ một cái điều tuyệt vời mà BC, công nghệ của BC đem lại cho chúng ta các anh chị, cho cái người đại lý các anh chị. Đây các anh chị, lúc nãy chúng có nhắc đến cái affiliate đúng không các anh chị? Đây nha các anh chị, trên cái trang BC, trang thương mại điện tử BC Living, thì nó có cái chữ affiliate này. Các anh chị nhìn cái điều tuyệt vời nhá. Đây các anh chị, tạo link kiếm tiền. Nhâm chỉ cần gõ cái user của Nhâm vào đây thôi. Gọi chính xác số điện thoại của mình nghe anh chị. Và chúng ta sẽ Nhâm sẽ chọn một cái sản phẩm ha. Ví dụ như lúc nãy là Nhâm đang nói đến cái kem trì nám Nacoat. Thì Nhâm sẽ bấm vào đây cái kem trì nám Nacoat để xem thử nó là cái gì ha các anh chị. Sau đó Nhâm bấm tạo link. Đây các anh chị, Nhâm có một cái link về sản phẩm. Nhâm copy cái sản phẩm này, Nhâm đăng lên cái Facebook của mình. Hoặc là Nhâm đăng lên cái fanpage, hoặc là Nhâm đi đến một cái group nào đó, Nhâm thả cái link này vào, hoặc là khi Nhâm giới thiệu với khách hàng rằng cái kem trì nám Nacoat ở bên bên mình ấy nó rất là hiệu quả như nọ như kia, thì người ta sẽ hỏi rằng là cái kem đó như thế nào đúng không các anh chị.
Nhâm sẽ gửi cái link này, Nhâm sẽ gửi cái link này cho khách hàng. Thì khi khách hàng bấm vào cái link này các anh chị, thì cái link này sẽ dẫn đến dẫn người khách đến một cái thông tin như thế này các anh chị. Chúng ta nhìn xem thử nó như thế nào nha các anh chị. Đây các anh chị, người khách sẽ được xem tất tần tật các thông tin, các cái thông tin của mình, các cái thông tin về cái sản phẩm kem chỉ nám Nacos này các anh chị, mỹ phẩm chính hãng, đánh bay sàm nám tàn nhang. Đây các anh chị, không chỉ cải thiện, không cải thiện chúng tôi hoàn tiền lại, cam kết luôn các anh chị, cam kết luôn nhé. Và đưa cho người khách của chúng ta biết này, đâu là nguyên nhân nám này, người ta sẽ xác định rằng vậy là mình chắc là do rối loạn nội tiết tố, hay là mình sẽ do tác nhân bên ngoài, hay là mình do cơ địa. Người ta sẽ đọc vào đây, người ta sẽ biết này các anh chị, và cái phương pháp điều trị là như thế nào. Rồi nữa, vậy thì với cái nguyên nhân này, với cái phương pháp điều trị như vậy, thì kem chỉ nám Nacos là gì, nó sẽ giúp điều gì cái đó, đúng các anh chị? Thì nó đưa ra giải pháp đây các anh chị, đưa ra cái giải pháp cung cấp cho người khách thấy rằng là họ đang bị loài nám nào, đúng chị, tàn nhang hay là chân sâu hay là bạ chè hay là nám lá gan hay là như thế nào đó. Và họ xác định này, đừng có hãy quên đi những biện pháp làm đẹp da thông thường, như là laser, như là peel da, hay là dùng kem trộn không rõ nguồn gốc. Và chuyên gia đã cho một cái giải pháp tuyệt vời, đó là kem trì nám Nacos. Đây các anh chị, hiệu quả đánh bay này, an toàn này, liệu trình điều trị nhanh chóng này, đó, và những cái lưu ý. Vậy sau đó sẽ cung cấp những cái bước chăm sóc da như thế nào, để mà người khách của chúng ta có thể là hiểu rõ hơn đó. Rồi cho phép kiểm tra hàng thật hàng giả và các cái chứng nhận nữa các anh chị, các cái chứng nhận của sản phẩm. Rồi đây là ý kiến của khách hàng, những cái feedback của khách hàng đây các anh chị, khách hàng của chúng ta sẽ đọc được này đó, các anh chị thấy chưa? Sau đó nếu như ở những cái trang trang báo là nha các anh chị, những cái trang mạng là nha các anh chị, người ta đọc thấy như vậy, người ta đặt để lại họ tên, số điện thoại, địa chỉ và bấm mua ngay, thì cái này là gì ạ? Nó sẽ về với cái app của Nhâm đó các anh chị. Cái app của Nhâm sẽ báo rằng có một người khách đặt kem chỉ nám Nacos với cái họ tên này, với điện thoại này, với địa chỉ này. Và Nhâm chỉ việc lên đơn thôi các anh chị. Nhâm chỉ việc lên đơn cho người khách hàng đó thôi. Họ nhận hàng, họ trả tiền và hoa hồng về. Hoa hồng về mình thôi các anh chị. Rất là tuyệt vời như vậy các anh chị ha. BC đem đến cho chúng ta như vậy. Còn nếu như là một người quen ha, một người quen thì họ xem như vậy xong rồi họ sẽ IP cho các anh chị rằng là cái sản phẩm này ok đấy, họ hiểu rồi hay là như thế nào đấy, và chúng ta chỉ việc lên đơn rồi thôi các anh chị. Cái điều này, đây là cái sự tuyệt vời mà BC đem lại cho các anh chị một cách miễn phí các anh chị nhé, miễn phí, chúng ta không phải đóng đồng tiền nào hết. Sau khi các anh chị ký quỷ hoặc là các anh chị ký quỷ xong á, thì vào công ty các anh chị không phải đóng bất kỳ một khoản nào khác. Tất tần tật mọi thứ còn lại BC đem đến cho các anh chị hết. Vậy các anh chị nhé. Ok. Đây là cái điều tuyệt vời mà muốn là các anh chị nhìn thấy. Các anh chị vui lòng chúng ta để 4 số cuối điện thoại, nhưng mà chúng ta ghi thêm cái tên của mình nha các anh chị. Bởi vì là... nếu chị để 4 số cuối điện thoại thì sẽ không có biết được là tên của các anh chị ấy. Thì khi các anh chị đăng ký thì sẽ là không có rõ ràng, nhiều khi các anh chị sẽ mất đi cái sự ưu đãi của công ty. Thì các anh chị vui lòng, chúng ta vui lòng để lại cái tên của mình và 4 số cuối điện thoại các anh chị ha. Bây giờ thì nếu như các anh chị thấy rằng là đang còn sớm và các anh chị muốn hỏi một cái, muốn Nhâm hỗ trợ thêm cái vấn đề gì đó nữa, thì các anh chị cứ hỏi nhé, Nhâm sẽ hỗ trợ. Có ai hỏi gì không ạ? Các anh chị chúng ta vẫn cứ tiếp tục đăng ký đi nhé. Và trong cái thời gian chờ các anh chị khoảng, Nhâm sẽ chờ các anh chị khoảng 5 phút nữa ha. Thì trong cái thời gian này thì Nhâm sẽ hỗ trợ các anh chị nào cần, cần Nhâm giải thích thêm cái vấn đề gì về về cái mô hình công ty, thì các anh chị cứ hỏi.
để với một cái nhâm rất là mong muốn, với một cái một một cái mong muốn rất là gọi là rất là rất là chia sẻ, đó là bởi vì nhâm không muốn các anh chị bỏ lỡ cái cơ hội của mình để có một cái nguồn thu nhập thứ hai. Mà trong cái thời gian qua nhâm đã trải nghiệm 1,5 năm rồi. Ok, mời anh Giáp ha. Chị Huyền ơi, anh Giáp anh có hỏi gì đó không mở được mic. Anh Giáp ơi, anh chắc anh vui lòng anh comment. Rồi mời anh ạ. Trước tiên là xin chào Phạm Nhâm và toàn thể các trong buổi hôm nay của BCI. Thực sự thì chúng ta được tham gia một buổi chủ đề này quá đặc biệt, rất là đấy là chuyển đổi hóa được từ tư duy của con người mình để nắm bắt được một hình thức kinh doanh đến trong vàng, rất là cấp cấp rất là ý nghĩa. Thì cho chồng cháu hỏi một câu thì cũng em học chấm trả lời cho anh. Anh là người nói chung là kinh doanh bên truyền thống và mới bước sang thôi, cũng mới du nhập vào, thì không biết liệu là kinh doanh là nó có mở cửa một cái thì mình thao tác để lên gọi là copy đấy, copy những cái phẩm, copy những cái mặt hàng của PCA mà đang hiện tại kinh doanh trên hệ thống các kênh. Thì vậy thì giải thích cho mình giờ là còn những cái chiết khấu hoa hồng đó thì thực sự đó, thì mình có bán được hàng thì mình mới có được những cái mà hưởng chiết khấu hồng, đúng không ạ? Vậy thì mình chỉ hỏi là mình cũng có thể là áp bắt công về là nó không bằng các bạn các anh chị ở trong này đâu, nhưng mà mình nên mình hỏi câu đó thì Rồi, ok, em hiểu ý của anh Giáp rồi ạ. Tức là anh muốn nói đến cái việc là anh chưa có tiếp cận với cái việc là kinh doanh online. Anh đang bán, anh đang thực hiện cái mô hình truyền thống đúng không anh? Và bây giờ anh lo lắng rằng là khi anh sang chuyển sang cái mô hình này á, thì nó sẽ là khó khăn trong cái việc là tiếp cận công nghệ đúng không thì ạ? chẳng hạn nói một cái chỗ mình ví dụ là cái mới một xíu đây vừa rồi là chấm có gọi là copy cái chị Nam đấy, thì nó có những cái dòng sản phẩm trong cái chiết khấu, cái khách hàng mà ví dụ ấn vào và họ mua một cái sản phẩm đó thì mình được cái chiết khấu hoa hồng, nhưng mà mình để copy mà mình đưa lên cái trang app fanpage hay là Facebook hay Zalo thì ví dụ cái đó nó có cái gì nó dạy cho mình cái đó. Anh Giáp, em nghe nó không có được rõ lắm ấy, nó cứ được tiếng tiếng được tiếng mất ấy. Vậy là do màng hay là do nghe rõ chưa Phạm Trang ơi? Rồi, bây giờ thì nghe rõ rồi anh. Ý của Giáp mới nói là khi Phạm Nhâm mà nó copy lại cái mà đưa lên chia sẻ cái sản phẩm của PCA mà đang kinh doanh ấy, Vâng cái ạ. chị đó thì những cái đó mà khi được khách hàng lựa chọn Vâng. và đọc được hiểu được những cái giá trị mà của trong cái sản phẩm đó, và khách hàng đồng ý chuyển tài khoản hoặc mua cái sản phẩm đó thì mình được chiết khấu lại phần trăm tư của PCA. Thì trong một cái là công nghệ mới này thì ví dụ mình copy bài mình chia sẻ bài đó nó có cái gì khó để cho người giống như mới cái giá này. Nó hoàn toàn dễ dàng như vậy luôn anh. Anh thấy em thao tác như thế nào thì anh cứ thao tác như vậy thôi anh. Không có người mới, người cũ gì hết. Anh rất là dễ dàng như vậy. Anh vào được Zoom là em thấy anh rất là tuyệt vời rồi. Thì cái thao tác mà vào Zoom nó còn phức tạp hơn là cái thao tác mà anh tạo ra một cái link đó nữa đây. Cho nên là anh hoàn toàn yên tâm nha. Các cái thao tác khi mà anh vào ở BC á, đều rất đơn giản. Không có gì là phức tạp hết. Thì cái link affiliate lúc nãy á, là anh nhìn thấy là Nhâm nói cái đoạn sau nó có vẻ nhiều đúng không, nhưng mà Nhâm chỉ thao tác trong vòng chưa đến 1 phút mà nó còn dễ hơn cái thao tác của anh vào Zoom.
Cho nên là anh khi anh vào được Zoom thì chắc chắn là anh sẽ làm được cái link đó. À, và anh sẽ là sẽ là sử dụng được cái link đó một cách linh hoạt. À, cho nên là anh yên tâm ha. Và như em nói ban nãy á, là đầu tiên em cũng là mở một cái cửa hàng tự tròn đó anh. À, và em cũng không hề biết gì về kinh doanh online đâu. Đấy, thì cũng giống như anh bây giờ anh đang làm mô hình truyền thống thôi. À, và cũng vào đây rồi cũng học các cái buổi học công phu. À, sau đó là có một cái người họ chỉ dẫn cho em, một cái chị đại lý đi trước, chị dẫn cho em. Thì khi anh vào thì công ty cũng sẽ phân công cho anh một người chỉ dẫn. Và anh chỉ cần là nói rằng là ui tôi đang khó khăn chỗ này thì lập tức là người đó sẽ hướng dẫn cho anh thôi. Nên là không ngại gì phải lo lắng anh Giáp ha. Rồi, Okay. anh đăng ký cho anh Giáp. Thì đăng ký rồi ạ. Dạ, rồi, chúc mừng anh nhé. À, và hy vọng là sẽ anh sẽ là thành công ở BC. À, và biết đâu được là khi mà anh vào xong rồi thì em và anh lại là gặp nhau ha. Vâng ạ. Dạ, rồi. À, em chào anh. Rồi, các anh chị ở trong Zoom của chúng ta còn muốn hỏi gì nữa không ạ? Rồi, ok. Hỏi là mình muốn app hình lên đó thì mình phải tải cái app bên công ty của mình về đúng không App hình, tức là mình lấy hình để mình đăng bài ấy đúng không ạ? chị? Dạ đúng rồi, nhưng mà À. mình phải app về trước. Rồi, cái hình mà để mà đăng bài thì nó rất là đơn giản thôi. À, khi mà bạn đăng ký về công ty rồi ấy, thì như cái phone của bạn nó hơi bị rồ. Rồi, rồi. Bạn để im cái phone như vậy thì nó không có bị ấy ha. Rồi, tức là khi mà bạn đăng ký vào rồi á, bạn trở thành một cái đại lý hoặc là một cộng tác viên á, thì bạn sẽ làm được add vào các cái group của các nhà cung cấp. Bạn sẽ làm việc được làm việc trực tiếp với nhà cung cấp luôn. À, và trong các cái group đó, các nhà cung cấp họ sẽ cung cấp những cái hình ảnh hoặc là những cái video mà bạn yêu cầu, những cái feedback mà bạn yêu cầu để cho bạn có thể lấy và bạn có thể đăng bài. Đó. Còn nếu như bạn không thích lấy ở trong đó thì ở trong cái app của mình á, nó có cái phần tải tài liệu thì nó cũng đầy đủ trong cái phần đó như hồi nãy em chia sẻ. À, thì tất nhiên là khi mà bạn vào á, bạn đăng ký rồi á, thì bạn sẽ được nhận một cái user và bạn đăng nhập vào cái app đó và tất tần tật mọi thứ là bạn sẽ được lấy trên đó ha. Ok cho bạn lượm ha. Đây. À, các anh chị còn lại chúng ta có thắc mắc gì nữa không ạ? À, có thắc mắc gì các anh chị cứ hỏi nhé, em sẽ hỗ trợ để các anh chị không còn phải là lo lắng, phải là lăn tăn rằng là thắc mắc cái chỗ đó mình chưa hiểu, cho nên là mình chưa chưa cho phép mình một cái thử thách. À, chị lườm ok chưa ạ? Dạ rồi rồi. À, như vậy có lẽ là các anh chị không có ai cần nhóm hỗ trợ nữa đúng không ạ? Không biết là các anh chị còn nghe không, bởi vì là chỉ có 6 anh chị mở cam thôi. Còn là những anh chị khác thì đã tắt cam đi rồi, thì nhóm không biết là các anh chị còn nghe hay không. À, và nếu như các anh chị còn nghe mà còn thắc mắc cái vấn đề gì đó thì các anh chị cứ hỏi nhé. Các anh chị cứ hỏi nhé, sẽ hỗ trợ các anh chị. Có ai cần phải hỏi vấn đề gì nữa không ạ? Vâng ạ, bàn iPhone vẫn nghe. Vâng, cảm ơn bạn nhé. À, bạn Bùi Văn Kiên ạ. À. Chị Huyền ơi. Rồi anh Kiên bật mic lên đi ạ. Anh Kiên bật được mic không ạ?
Chị Huyền giúp anh Kiên bật mic. Đang tìm không thấy anh Kiên ấy, có bạn Võ Minh đang giơ tay kìa. Bạn Võ Minh giơ tay vui lòng bật cam lên. Bạn mic cho bạn rồi mà không thấy bạn bật. Bạn Võ Minh chưa? À, nghe không chị Nhâm ơi? À, dạ nghe ạ. À, cho mình hỏi cái này của mình á, là mình chị có bật cam được không chị? Chị ơi chị có bật cam được không? À cái này em không tiện bật cam. Rồi ok. Vậy thì chị hỏi đi ạ. Dạ. Cái này là mình tự kinh doanh độc lập mình ha, có xây hệ thống có hưởng hoa hồng theo hệ thống gì không chị? À cái hệ thống thì hiện tại là, ý là chị hỏi cái hệ thống như thế nào chị ha? Giống như mình là đại lý thì mình có tuyển được cộng tác viên để bán để mà đưa doanh số về cho mình không á? Hiện tại thì em đang làm thế này chị. À, tức là em đăng ký, em vẫn cho các bạn làm cộng tác viên, và các bạn cứ bán được đơn hàng thì các bạn báo về cho em và em lên đơn hàng cho khách. À, cho khách của các bạn. Hiện tại là em đang như thế. À, và công ty thì cũng không phải là mở hệ thống nha chị, nhưng mà chị có thể là mở một cái user cho một người khách của chị á, thì cái người khách đó mua hàng á thì chị sẽ được hưởng doanh số. À, chị sẽ được hưởng cái hoa hồng bán sỉ đó chị. Lúc nãy em nói á là ví dụ như bình thường mình bán lẻ là 30% đúng không? Thì bây giờ là cái doanh số của chị là cái hoa hồng cho cái bán sỉ của chị là nó có các mức là 6 rồi 12%, 9%. Thì tùy vào cái số hàng, cái giá trị hàng mà người khách của chị mua thì chị vẫn được hưởng cái doanh số bán sỉ đó. Có nghĩa là nó cũng gần giống như là chị làm hệ thống ở bên bên đa cấp ấy. À, nhưng mà ở bên đây á, thì chị không có được ăn cái hoa hồng của cái người đó đâu. Cái người đó họ vô họ vẫn được hưởng cái hoa hồng như thế. À, nhưng chị chỉ được hưởng cái hoa hồng bán sỉ thôi chị ạ. Chị Thư ha? Chị Thư rõ không? Mình không hiểu mấy. Thế này nha. Ví dụ bây giờ chị mua hàng của em đúng không? Em thấy chị mua hàng nhiều quá thì em mới nói là chị Thư ơi, để em mở cho chị một cái user. Đó, mở cho chị một cái user thì chị vô mua hàng. Thế nhưng mà cái user này á, là cái người khách như chị á, vẫn phải đóng cho em 500 nha. Vẫn phải đóng cho công ty 500 chị mới có được cái user đó. Rồi thì lúc đó là chị mua hàng. Chị mua hàng á thì chị ví dụ như chị mua 5 triệu chẳng hạn, chị mua 10 triệu chẳng hạn, thì em sẽ chỉ được là được nhận 6% từ chị thôi. Nhận 6% từ chị tức là cái hoa hồng bản sỉ đó. Chị Thư ha. Cái hoa hồng bán lẻ là cái người đó nhận ha, cái người đó mua hàng là chị nhận hoa hồng luôn. Dạ, họ sẽ được nhận đó. Nếu như mà tạo user đó là tạo kiểu user giống cộng tác viên của mình gì đó không? Dạ, đúng rồi chị, đúng rồi chị. Đó đó chị. Dạ, chị cảm ơn nhiều chị Nhâm. Dạ. Chị đăng ký cho chị Thư. Mình đăng ký rồi. Rồi, ok chị. Mà hy vọng sớm gặp chị ha trong các cái buổi học. Rồi, chào chị. Ok, mời bạn Quang ha. Xin chào chị, chào mọi người. Dạ em là sinh viên thôi. Dạ okay, em có mấy cái vấn đề muốn hỏi là vậy nè. Là bây giờ là em tham gia với tư cách là cộng tác viên. Anh chị của em là người kinh doanh online, bán hàng livestream trên Facebook, trên nền tảng Facebook. Thì em đáp ứng được cái nhu cầu là anh chị của em sẽ lấy được hàng. Sẽ lấy được hàng kiểu như vậy thì nó sẽ gọi là người quen lấy hàng đúng không? Sẽ gọi là người quen lấy hàng. Đúng rồi. Rồi em kiểu mà em phải làm những cái gì để
Đầu tiên là em cần cái user. Đầu tiên là em hồi nãy em đăng ký với tư cách là cộng tác viên. Rồi. Thì em sẽ bán với cho anh chị em với giá là giá sỉ đúng không anh chị? À, em sẽ bán cho chị em vẫn với giá bán lẻ, em vẫn với giá Dạ. bán lẻ, nhưng mà em sẽ được hưởng chiết khấu theo cái vị trí của em là cộng tác viên, đó là như ban nãy chị nói là từ 15 đến 20% tùy từng sản phẩm á. Dạ. Còn còn khi chị em trả tiền thì chị em vẫn phải trả đầy đủ cái số tiền, cái giá trị của cái sản phẩm đấy. Dạ, khi mà mình làm lâu dài thì mình có cái deal tốt hơn không vậy chị? À, tức là nếu như em vẫn là cộng tác viên thì cái chiết khấu nó vẫn cứ vậy thôi em. Dạ. À, nhưng mà em có thể làm cộng tác viên sau đó thì em đăng ký lên đại lý sau cũng được. À, Dạ nhưng đúng mà rồi. chị nghĩ rằng á, là khi mà mình đã quyết tâm làm rồi á, mình đã mong muốn được làm rồi á, thì cố gắng làm đại lý đi. À, bởi vì cái đại lý nó rất là có rất là nhiều quyền lợi hơn. Thứ hai nữa Dạ là em kiểu mà em muốn thử với cộng tác viên trước để coi sức lực của mình như thế nào á. rồi, Tại ok em cũng em, sinh như viên vậy nên cũng được. là với em 2 triệu nó cũng là một cái đầu tư lớn. Đúng rồi, ok em. Vậy thì em cứ cố gắng ha, em làm cộng tác viên, sau đó em cố gắng em bán hàng cho đủ 2 triệu rưỡi ha. Sau đó thì Dạ. khi mà em thấy được rằng là cái mô hình này nó thực sự là hay, nó thực sự là em có thể là phát triển tốt, thì mình lúc đó mình ký quỹ cũng được ha. Không không có vấn đề gì hết. Dạ. Và chị cũng chúc em là sớm trở thành đại lý của BC. À, chị em mình sẽ là đồng nghiệp của nhau Dạ. Dạ em cảm ơn. ha. Rồi. Ừ rồi. Chào em. Rồi, ok. Vậy thì không biết là có các anh chị nào còn đăng ký nữa không ạ? À, nếu chúng ta không có đăng ký nữa và không cần và không có cái thắc mắc gì về cái mô hình này nữa thì cũng đã muộn rồi. Cũng 10 giờ kém 20 rồi các anh chị. Thì để các anh chị đi nghỉ ha. Và hy vọng rằng là chuyển số tài khoản nào và công ty. Ok, lúc nãy em quên dặn một điều các anh chị. Khi mà các anh chị đăng ký rồi á, thì nếu như mà chuyển khoản nha các anh chị, chuyển khoản nhá, thì chúng ta tuyệt đối không chuyển khoản vào tài khoản cá nhân nha các anh chị. Chúng ta sẽ chuyển khoản vào tài khoản của công ty. Đúng tên công ty thì chúng ta chuyển. Còn nếu là tài khoản cá nhân chúng ta tuyệt đối không 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 chuyển nha các anh chị. Bởi vì là chúng ta sẽ tránh những cái trường hợp là lỡ đâu đấy là có những cái trường hợp mà nó không 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 đúng, không tốt, nó phá. Chúng ta sẽ loại chúng ta sẽ hạn chế cái trường những cái trường hợp đấy. Và chúng ta chỉ chuyển khoản vào công ty, tên công ty là hiện tại là BC Solution. BC Solution. Hoặc nhé, hoặc sắp tới công ty sẽ chuyển đổi cái tên nó phù hợp với thị trường quốc tế. Tức là công ty đang 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 thâm nhập vào thị trường Mỹ, Anh, Thái Lan, Indo và một số các cái thị trường khác. Thì cái việc yêu cầu của các cái thị trường đó đó là sẽ phải là tên của một tiếng Anh. Tên bằng tiếng Anh thì cái tên đó là Dandelion các anh chị nhé. Có hai cái tên các anh chị có thể chuyển khoản vào này, một là BC Solution, hai là Dandelion. Các anh chị lưu ý cho nhau cái đó, không chuyển vào tài khoản cá nhân các anh chị nhé. Rồi. Rồi ok. Như vậy thì các anh chị đã đăng ký xong, là chị Huyền đã lưu lại danh sách của các anh chị xong chưa ạ? Lưu được chưa chị Huyền ha? Lưu đầy đủ. Các anh chị đã đăng ký, kiểm tra giúp em nhé, không để sót các anh chị nào nhé. Sau này các anh chị lại không được nhận cái ưu đãi từ công ty. Ừ, chị Rồi lưu. rồi ok. Vậy thì cũng đã muộn rồi ha. Rất là cảm ơn các anh chị đến bây giờ vẫn đang còn ngồi trong Zoom, vẫn đang còn ngồi trong Zoom để mà nghe Zoom chia sẻ được những cái điều cho đến tận bây giờ. Chúc các anh chị chúng ta có một cái giấc ngủ ngon, có một cái sự lựa chọn đúng đắn, và một cái cơ hội may mắn các anh chị nhé. Một cái cơ hội may mắn.
Để mà mình có thể có được cái tự do về tài chính, tự do về thời gian, mà sau này các anh chị, sau này kể cả chúng ta đi chơi, chúng ta đi du lịch, chúng ta đi chăm cha mẹ mình, chúng ta vẫn có tiền về tuổi các anh chị ha. Rồi, bạn Quang có hỏi là thông tin chuyển khoản người giới thiệu. Đúng rồi Quang, tức là các anh chị sẽ liên hệ với cái người mà đưa cho các anh chị cái link Zoom ngày hôm nay á. Bạn đó sẽ có trách nhiệm phải hướng dẫn các anh chị các cái thủ tục đăng ký. Yeah. Rồi. Rồi, ok. Một lần nữa thì chúc các anh chị chúng ta có một giấc ngủ ngon các anh chị nhé. Và chúc các anh chị luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nha. Chào các anh chị ạ. Chị Huyền ơi, tắt